Em sẽ thay mặt chị Anna Phạm ở bên Úc có gửi về cho em là 300 đô với số tiền chuyển khoản qua là 4.608.000, thì em gửi vào cho đủ là 4.620.000 để gửi đến cho một cái nơi đang nuôi dưỡng các trẻ mồ côi. Thì lần này thì em quyết định là mở rộng tìm kiếm, mày mò mẫm thì em mới ra được một cái nơi nuôi dạy trẻ mồ côi mới, nhưng mà nó lại xuất hiện múc ở dưới tại Cà Mau như thế này. Rồi, em mời cô chú anh chị cùng vào bên trong chung với em nha. Hưng Phước Tự, trung tâm nuôi trẻ mồ côi, ấp Lung Dừa, xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Con thay mặt chị Anna Phạm ở bên Úc, có gửi về bên cho con là 300 đô Úc, thì nó tương đương với 4.620.000. Thì tấm lòng của chị ấy gửi đến cho sư phụ, để sư phụ hỗ trợ chăm lo cho các bé. Dạ, đây con xin phép con gửi sư phụ nghe. Chị gặp được các bé ở ngoài ha. Dạ, và đang ngon lắm nè quý anh chị. Tỏi, cốc, mía này cô chú anh chị. Trời dạ. Dạ, bún gạo, bún mì, bò kho, chè nữa. Dạ, này chắc bò kho này cô chú anh chị ha. Này là nấm hương nè. Này là quá hấp dẫn luôn. Lagu thế à. Này chè. Chè kiểm. Quá trời ngon luôn. Dạ. Phải làm xong mới ăn được chị. Rồi chúc mấy chị ngon miệng nha. Dạ. Sư phụ chắc là chỉ để tập bơi cho những ai mà chưa biết bơi thôi. Bé này chắc nhỏ nhất ha. Sư cô. À con ta. Dạ, đây là mình phục vụ nước gì vậy? Dạ, trà đường nè cô chú anh chị. Thank you.
Khương Nhật Minh mến chào cô chú và anh chị. Hôm nay là ngày 30 tháng 8 năm 2023. Hiện tại em đang ở ấp Lung Dừa, xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Thì trong buổi trưa ngày hôm nay, bây giờ đâu đó khoảng 1 giờ trưa rồi cô chú anh chị, thì em sẽ thay mặt chị Anna Phạm ở bên Úc có gửi về cho em là 300 đô với số tiền chuyển khoản qua là 4.608.000, thì em gửi vào cho đủ là 4.620.000 để gửi đến cho một cái nơi đang nuôi dưỡng các trẻ mồ côi. Thì lần này thì em quyết định là mở rộng tìm kiếm, mày mò, mò mẫm, thì em mới ra được một cái nơi nuôi dạy trẻ mồ côi mới. Nhưng mà nó lại xuất hiện múc ở dưới tại Cà Mau như thế này, nó rất là xa chỗ em ở luôn. Thì sáng dịp này em xuống, em thay mặt nhà hảo tâm là cô Đức chú Ngu là gửi quà cho bà con phóng sanh. Thì lần này em cũng dùng số tiền của chị Anna Phạm 4.620.000 để gửi đến cho máy ấm mồ côi ở đây. Thì cô chú anh chị thấy ha, đây là một cái đường thì nó không có quá bự, nhưng mà theo em thì xe 16 chỗ là vô được ha. Rồi em mời cô chú anh chị cùng vào bên trong là chùa Hưng Phước ha, nơi đang nuôi dưỡng các bé mồ côi, để cùng tìm hiểu chi tiết hơn về nơi nuôi dưỡng mới này ở tại Cà Mau mà em mới biết. Chứ thật ra thì chắc là chùa chắc nuôi lâu rồi đó. Rồi em mời cô chú anh chị cùng vào trong chung với em nha. Dạ đây cô chú anh chị có thể thấy ha, có một cái bảng như thế này, có một cái tuyến đường như thế này. Đây là một cái tuyến đường ấp xã thôi cô chú anh chị, thành ra nó không có quá là rộng và bự ha. Nó chỉ có ba lớn như thế này thôi. Thì theo em là 16 chỗ là vô được đó, nhưng mà nếu mà gặp chiếc xe quay trở lại thì chắc chắn là phải né rồi, né rồi. Thôi em mời cô chú anh chị cùng vào bên trong chung với em nha. Hưng Phước Tự, trung tâm nuôi trẻ mồ côi, ấp Lung Dừa, xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Nãy thì em đã chạy xe bỏ ở trong rồi, rồi em đi ra ngoài này để em quay nè cô chú anh chị. Thì hình như bữa nay là có một cái bếp phê chai tự chọn vào lúc 2 giờ tới 5 giờ chiều hay gì đó. Hình như em thấy ở ngoài cái đường vô á có treo một cái băng rôn như thế: cung nghinh chư tôn đức, chào mừng quý quan khách quan lâm. Dạ chào sư cô. Dạ hình như bữa nay là có bích phơ chai hả sư cô? Dạ, bích phơ chai bữa mùng 2 rồi chú ơi. Ôi bữa mùng 2, dạ, vậy là bữa nay thì không có nữa ha. Cúng Phật với cúng rầm. Cúng Phật chứ cúng rầm. Dạ. Bên mình là nuôi trẻ mồ côi với người già thì có không? Dạ, sư không, cô trẻ mồ côi. À dạ, dạ con cảm ơn. Vậy dạ, vô gặp sư phụ ở trong ạ. Dạ, dạ cảm ơn sư cô. Dạ, dạ. Ở đây thì anh thấy cái khu vực này thì ở bên trong chùa cũng đang xây dựng một cái khu gì đó, em thì không rõ lắm. Trung tâm nuôi trẻ mồ côi, khu ẩm thực. Đó, chào sư phụ. Dạ đâu ạ? Dạ. Dạ. Dạ chánh điện, dạ. Sư cô rất là nhiệt tình dễ thương luôn, nhưng mà sư phụ thì chưa thấy đâu. Rất là rộng luôn cô chú anh chị ha. Dạ. Dạ đâu ạ? Sư phụ đâu ạ? Dạ con ngồi đây. Dạ, con cảm ơn sư cô. Thấy trong những cái ngày này thì gần như là chùa nào cũng sẽ được cúng rất là nhiều gạo, mì như thế này, sữa.
đối với một cái nơi mà máy ấm bé mồ côi thì chắc chắn là mấy cái đó không thể thiếu rồi. Dạ. Cảm ơn sư cô. Dạ. Cái bé này không biết là ở trong mồ côi hay là lại làm công đức công quả nữa. Dạ. Dạ sư phụ luôn. Dạ chào sư phụ. Dạ. Dạ. Dạ rồi. Cả con ngồi đâu ạ? Dạ. Rồi con chào sư phụ. À, xin chia sẻ với sư phụ, con là YouTube Khương Nhật Minh. Dạ. Thì con cũng là một trong những người mà quay thường xuyên về những cái máy ấm. Dạ. Ở tại miền Tây. Như là máy ấm Vĩnh Phước An Tự thì tại Bạc Liêu. À, máy ấm chùa Long Phước. Long Phước là Bạc Liêu. Dạ đúng. Rồi Bạc Liêu chứ không phải Vĩnh Phước à. À có Vĩnh Phước An Tự nữa. Dạ, rồi ngoài ra thì con cũng quay những cái máy ấm khác. Dạ. Thì con cũng thay mặt những nhà hảo tâm ở xa quê hương hỗ trợ về những cái phần quà. Dạ, đến với các máy ấm. Dạ. Thì lần này thì cũng có duyên sẵn dịp đến với Cà Mau, con thì ở Vĩnh Long. Dạ. Dạ, thì cũng xin phép sư phụ là được quay chia sẻ về máy ấm của mình. Ngoài ra là con cũng thay mặt nhà hảo tâm ở bên Úc để có một cái phần tịnh tài hỗ trợ cho sư phụ để chăm lo cho các bé. Dạ, dạ được không ạ? Tại vì phải hỏi sư phụ trước con mới dám quay. Dạ. Dạ, nếu mà sư phụ đồng ý thì con mới dám quay. Cô ở đây thì nói chung là cô hạn chế quay phim lắm. À dạ. Tại vì mạng xã hội bây giờ nó rất là phức tạp. Dạ đúng rồi. Dạ. Cô ở đây cô rất là hạn chế. Dạ. Dạ. Thì Bến Tre thì con cũng có quay máy ấm Đức Quang. Dạ. Máy ấm Phật Minh. Dạ. Dạ. À, thì ở Vĩnh Long thì con quay máy ấm Quan Âm và máy ấm Vĩnh Khánh. Dạ. Dạ. Còn Tiền Giang thì con quay chùa Kim Phước. Dạ, là nơi dưỡng lão với máy ấm. Dạ. Thì cũng chia sẻ sư phụ vậy. Dạ. Vài cái trước để cho sư. Dạ. Phụ có thể được biết. Dạ. Là con chỉ mang cái tính chất là chia sẻ. Dạ. Để nếu nhà hảo tâm có hỗ trợ thì con đi xuống. Dạ. Chứ còn hoàn toàn không có cái ý khác. Dạ. Dạ. Thì sẵn dịp ngày hôm nay con ghé đến Cà Mau là con vừa phóng sanh. Dạ. Để con cũng hỗ trợ những người mua bán khó khăn ở ngoài chợ. Dạ. Thì sẵn dịp này con cũng ghé đến thăm máy ấm của mình. Dạ. Dạ. Sư phụ có thể cho con biết là hiện tại bây giờ là máy ấm của mình đang nuôi bao nhiêu bé không ạ? Dạ, 32 cháu. 32 bé. Dạ. Dạ. Nam với nữ nó ngang bằng không sư phụ? Dạ, không ạ. Dạ. Nam là trội hơn nhiều. Dạ. 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 Mà mình thành lập là bao lâu rồi sư phụ ha? Dạ, 2008. 2008, dạ. Thì cũng 15 năm nay. Dạ, 15 năm. Dạ. Là các bé dao động từ độ tuổi, từ mấy tuổi đến mấy tuổi sư phụ? Dạ, từ 5 tháng tới 18 tuổi. 5 tháng? Dạ. À, 18 tuổi. Vậy là khi mà các bé 18 tuổi xong thì như thế nào sư phụ hả? Xong thì mấy cháu nếu nó có thích ở chùa nữa thì mấy cô vẫn nuôi tiếp. À dạ. Vẫn cho đi học đàng hoàng. Dạ. Còn mấy cháu mà nó không có muốn ở chùa nữa thì cô cho đi học nghề. À dạ. Dạ. Vậy là mình có thể cho nó hoàn tục nếu nó muốn. Dạ, dạ phải. À dạ. Rồi 5 tháng là người ta gửi hay là người ta bỏ sư phụ? Bỏ bệnh viện. Bỏ bệnh viện. Dạ. Ở đây là chiên là bỏ. À dạ. Dạ. Là chiên bỏ. Dạ sư phụ nè. Dạ. Thì bữa nay cũng chia sẻ luôn với sư phụ. Dạ. Thì con thay mặt chị Anna Phạm ở bên Úc. Dạ. Có gửi về bên cho con là 300 đô Úc. Dạ. Thì nó tương đương với 4.620.000. Dạ. Thì tấm lòng của chị ấy gửi đến cho sư phụ. Dạ. Để sư phụ hỗ trợ chăm lo cho các bé. Dạ. Dạ. Dạ đây con xin phép con gửi sư phụ nghe. À, dạ. Cô xin chân thành cảm ơn cô Anna Phạm. Dạ. Rất là nhiều. Dạ. Ở đây thì máy ấm cô có 15 năm nay. 15. Dạ, 15 năm nay 2008. Dạ. Là cô thành lập thì cô nuôi được 32 cháu. Dạ. Dạ, tính ra là 37 cháu rồi. Dạ. Dạ. À, còn 5 bé thì cô cho ra. À dạ. Cho ra đời. Dạ đủ 18 tuổi là. Dạ, đủ 18 tuổi cô cho ra. Dạ. Rồi đứa nào nó không muốn ở ngoài nữa nó vô thì cô vẫn nuôi tiếp. Dạ. Dạ. Cho đi học nghề thì dạ. Cháu nó cũng ổn định. Dạ. Dạ. Trong cái khoảng thời gian 15 năm qua thì cái số lượng mà khách mà biết tới cũng như là ghé thăm các bé thì cũng nhiều không sư phụ? Dạ, hồi chưa dịch đó thì cũng nhiều. Dạ. Cũng xây sở. Dạ. Có thể cũng có dư đỉnh. Dạ. Rồi khi mà từ ngày dịch tới giờ thì đủ hoặc thiếu chứ không có gì. Dạ. Cái này dạ. Là toàn cầu chứ không phải riêng ở đâu. Dạ đúng thành rồi. Mình phải chấp nhận. Dạ. Dạ. Thì cũng muốn hỏi sư phụ thêm một cái là ở Cà Mau của mình ngoại trừ ngôi chùa của mình
là đang nuôi dưỡng các bé mồ côi, thì có chỗ nào khác là nuôi dưỡng lão hay là mồ côi ở dưới Cà Mau này không sư phụ? Dạ, ở chỗ cô này nuôi mồ côi, còn ở chùa Kim Sơn thì phường 6 là nuôi dưỡng lão. À, dạ. Có hai điểm Kim này Sơn nữa ha. Dạ. Thì chắc con cũng sẽ có dịp con ghé con hỗ trợ một lần cho biết. Dạ. Dạ. Kim Sơn thì ở bên phường 6 gần bệnh viện Đa Khoa. Dạ. 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 Thì con tìm ở trên mạng thì cũng phải tìm thủ duyên như lắm thì mới gặp. Dạ. Dạ. Thì có vẻ như là bên sư phụ cũng ít có bên cái mảng truyền thông. Dạ. Thành ra cũng hạn chế người biết cũng tới. Hạn chế lắm. Dạ đúng rồi. Mình thì... biết đủ thì nó sẽ đủ chứ. Dạ. Mình không biết đủ thì bao nhiêu nó cũng không đủ. Dạ. Cho nên ở đây cô chỉ thầy trò sống im lặng. Dạ. Dạ. Sống im lặng cho nên ít có người biết tới. Dạ. Dạ. Vậy rồi bữa nay là con là người đầu tiên. Dạ. Xin chân thành cảm ơn chú. Dạ. Cũng tìm để đến để biết ở đây và hỗ trợ cho cô. Khi gần quý vị nói là có một chút ít, cô thấy cũng rất là nhiều. Dạ. Đến để chia sẻ với mấy cô, mấy cháu trong cái thời gian này. Dạ. Xin chân thành cảm ơn chú. Dạ. Với cô Phạm rất nhiều. Dạ. Dạ. Cảm ơn sư phụ nhiều lắm. Sau này chú nếu có duyên rồi thì sau này có trở về Cà Mau thì dạ. Dùng nước, dùng cơm. Dạ, chắc chắn là con sẽ ghé. Dạ. Tại vì thường thường á, một cái máy ấm con ghé ít nhất là phải từ 5 lần trở lên. Dạ. Dạ, tại vì nhà hảo tâm ở xa quê hương á, nhiều khi muốn làm nhưng mà không biết cái chỗ. Dạ. Mà con thì những cái chỗ ở miền Tây thì gần như là con đi rất là nhiều. Dạ. Nhưng riêng ở Cà Mau con không biết. Nên lần này thì con ghé ngoạn lộ xuống đây. Dạ. Con ghé thăm một cái mới được. Dạ. Dạ. Tại vì hỗ trợ cũng nhiều nhưng mà có nhiều bé nhiều khi nó ở xa quá. Dạ. Cái số lượng nhà hảo tâm chưa biết tới nhiều. Dạ. Thì con nghĩ là sư phụ cũng vất vả trong cái việc đó. Dạ. Dạ. Thì bữa nay là cũng rất may mắn là sư phụ chịu tiếp con. Dạ. Cũng chịu cho con quay chia sẻ như thế này. Dạ. Thì con nghĩ sau này những nhà hảo tâm khác mà còn phát tâm thì chắc chắn là vẫn sẽ hỗ trợ giúp sư phụ. Dạ. Chung tay lên cho các bé. Dạ. Ở bên đây là mình đang xây cái gì vậy sư phụ? Dạ, xây phòng cho mấy cháu lớn. À, dạ, giờ mình tách riêng ra. Dạ. Dạ. Nhiều khi mấy cháu cho đi ra đó, mấy dạ. cháu cũng trở về chùa. À, dạ, dạ. Cũng có cái chỗ để mấy cháu sinh hoạt. Dạ. Dạ. Cái đó là cái nhà xưa, nhà đầu tiên. Dạ. Dạ, nhà đầu tiên là thầy trò ở có nhiêu đó thôi. Dạ. Dạ. Rồi sau này xây dựng được bên đây rồi mới qua bên này. Dạ. Trời, quá là không công sức. Không có khả năng để làm. À, dạ. Vậy là hiện tại là công trình mình đang tạm ngưng hay sao sư phụ? Dạ không, không có khả năng để làm rồi cái để hoài vậy đó. À. Dạ, để hoài bây giờ cái cô chú này có qua Tết của mấy các nhà. Dạ. Cho mượn tiền lại. Dạ. 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 Vậy là cũng quý. Ở đây thì cô không có kêu gọi mà cũng không có dám lên mạng. Dạ. Dạ. Cô sợ lắm. Dạ đúng rồi, thường thường cái gì nó cũng có hai mặt hết dạ, sư phụ ơi. Dạ. 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 Dạ, còn mấy khác xây dựng thì sợ. Cũng không có dám mà trông chờ hơn đúng không ạ? Còn xây dựng là cô mua vật liệu chịu. Dạ. Có nhiều trả nhiều không có để đó. Dạ. Thành ra cô ở đây cô nhờ Phật tử hỗ trợ là chỗ đó. Dạ. Dạ, rồi vậy cũng quá là quý. Dạ. Dạ. Mà thường thường là các bé thì nó ở khu vực nào? Dạ, khu vực này ạ. À, à dạ. Vậy là ở trong ở cái khu vực này. Còn cái khu phía sau là gì sư phụ? Dạ, khu nhà ăn. Khu nhà ăn. Dạ. À, dạ. Nhà ăn rồi cái hồ bơi của mấy cháu. Dạ. Dạ. Ủa có hồ bơi nữa sư phụ? Dạ có. Wow, bất ngờ, cô, bất ngờ. Tại vì ở đây là dùng sông nước. Dạ. Dạ, cô cho mấy cháu đó tập bơi cũng mười mấy đứa. Dạ. Dạ. Là sư phụ tập ngay từ nhỏ luôn. Dạ. Có bé nào mà tập hoài mà nó bơi được không sư phụ? Dạ có. Dạ. Nó nhát. Dạ đó. Dạ, nó nhát quá. Dạ. Mà cái đó là mình có mướn thầy hay gì không sư phụ hay là dạ, chính sư phụ? Dạ không, bơi, thành ra con tập vô mấy cháu. Trời ơi, sư phụ bên nào tập cho con chứ. Con xuống con kìm không à. Dạ. Trời ơi, nói thì mắc cỡ thiệt nhưng mà có điều là con muốn bơi với lắm mà con không có bơi được. Dạ. Con xuống cảm giác nó sợ đó sư phụ. Dạ, hóa thành mấy ra. Cháu nó rất là sợ nước. Dạ. Rồi tập cho nó biết bây giờ nhìn cháu bơi được, nhìn có con cháu chưa bơi được. Dạ. Cũng sợ quá. Là giờ là 32 bé hả sư phụ? Dạ, 32. Dạ, là dạ, nam với nữ. Cô cho đi học hết 12 cháu. Dạ. Ở Đồng Nai và Đồng Tháp. Ủa? À đi học là dạ. Sau 18 tuổi đi học. Dạ không. Mấy dạ cháu sao? Còn cái tuổi coi như lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9. Dạ. Tại vì ở đây thì cô đi công việc rất là nhiều. Dạ. Rồi cái mấy chú kích tiết đi chơi. Dạ. Thành ra ở chỗ thì với thầy đưa rước tới chỗ. À. Dạ. Thấy rất là an toàn. Dạ. Cô gửi đi. Dạ. Gửi chứ không phải cho. À dạ. Cô cũng mới đi đóng tiền mới về. À dạ. Đóng tiền đầu năm đúng không sư phụ? Đóng tiền học đó. Dạ. Cái gì? Đóng tiền này tiền kia cũng tùm lum hết trơn. Dạ. Thành ra vất vả lắm đó sư phụ ơi. Thì cũng cố gắng cái tương lai của mấy cháu. Dạ. Cho nên mấy cô dù như thế nào mấy cô cũng sẽ cố gắng nuôi.
chồng học tới nơi đi chốn. Nếu mà sau 18 tuổi mà bé nó vẫn muốn học là mình vẫn cố gắng mình lo. Vẫn lo. Dạ. Nó cỡ nào cũng lo, mẹ nó là mấy cháu lo học là cô sẵn sàng lo. Dạ. Không bỏ. Dạ. Vậy là hôm bữa là mình có tổ chức bách phơ chai sư phụ hả? Dạ. Là bữa mùng mấy sư phụ? Dạ mùng 2 hàng năm. Mùng 2? Dạ. Là cứ mùng 2 tháng 7? Dạ mùng 2 tháng 7. Dạ. Dạ. Mùng bữa nay thì là mười mấy rồi? Dạ. Dạ. Nay là rằm rồi. À dạ mười năm. Mùng 2 tháng 7 hàng năm là cô tổ chức bách phơ ở đây là 10 năm rồi. Dạ, 10 năm, năm nào cũng làm hết. 10 năm, năm nào cũng làm. Dạ. Sau cái khoảng thời gian mà dịch tới giờ thì cái số lượng mà khách mà nhà hảo tâm mà xa quê hương Việt Kiều đó. Dạ. Dạ, có ghé thăm các bé nhiều không sư phụ? Dạ, ít lắm. Dạ, ít lắm. Rồi nhà hảo tâm và các cái công ty đó. Công ty, dạ. Hạn chế tối đa. Rồi. Dạ, hạn chế tối đa. Có những lúc là con muốn rụt đó. Dạ, cầu. Dạ, có những lúc con muốn rụt luôn đó mà mình không than thở. Dạ. Cô thì tính cũng không có than thở. Dạ. Thì mượn tiền Phật tử. Dạ. Dạ. Mượn mình... tiền, hết tiền mượn vàng. Dạ, à, rồi dữ. Mượn vàng cầm. Dạ. Lúc mà mấy tháng dịch, mấy coi như 9 tháng đóng cửa. Dạ. Là cô gần 600 triệu tiền. Trời ơi, dữ vậy hả cô? Dạ, dạ. Dạ, là mình chỉ lo ăn thôi đó ha. Dạ, lo ăn. Dạ. Mà lúc dịch thì lo ăn nhiều hơn, ăn ngon hơn. Dạ đúng rồi, tại vì sợ mình... bác sĩ. Dạ đúng rồi. Theo cái nữa mình không có lao động, mình cứ ở nhà, ở trong chùa hoài thì nó cứ đấu hoài đúng không ạ? Dạ. Dạ. Rồi bây giờ là không biết là sư phụ có giải quyết được hết cái đó chưa? Dạ chưa. Dạ nghe thấy là biết là số lượng khủng khiếp lắm rồi. Dạ. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian đó thì may mắn là bên mình nó có bị tác động không ạ? À dạ không. Coi như mấy cháu đi học thì bị 6 đứa. Dạ. 6 đứa thì có cách ly qua cái nhà bên kia. Dạ. Dạ, thành ra nó giữ an toàn. À dạ. Vậy cũng mừng quá. Dạ. Dạ. 6 đứa qua, 6 đứa đó rồi thì không có bị nữa. Dạ. Dạ. Thành ra cô rất là sợ ảnh hưởng với mấy cháu. Dạ. Đi học mới bị chứ còn không có đi học là an toàn lắm. Dạ, vậy cũng rất là may mắn. Ở đây chỉ có cô đi chợ thôi. Dạ. Cô xách xe cô đi chợ thì cô chở đầy xe cô về vậy ha. Dạ. Rồi về là tới cửa cổng là cô xịt. Dạ. Xịt luôn chiếc xe. Dạ. Dạ. Rồi mới đem đồ vô phơi nắng xịt nữa. Dạ. Trong khoảng thời gian đó thì có bao nhiêu Phật tử ở lại với sư phụ? Coi như người ở trong đây là hoàn toàn ở trong này, không cho ra. Dạ. Dạ, còn người mà ở ngoài không có cho vô. Dạ. Cửa. Dạ, bởi vậy. Dạ. Vượt qua được thời gian đó là phải nói là rất dễ lắm. Dạ. Dạ. Hái rau muống ăn. Hái rau muống. Hái rau muống ăn. Dạ. Dạ. Lúc mà sợ quá thì hái rau muống ăn. Dạ. Rồi khi mấy cháu thấy tội nghiệp bắt đầu con chạy đi chợ. Dạ. Mượn tiền chạy đi chợ. Dạ. Là chủ yếu mình mua tàu hũ rồi dạ, với rau củ. Dạ. Dạ. Thì mấy cháu ăn phải có chất dinh dưỡng. Dạ. 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 Bình thường thì ở bên chùa của mình là sư phụ có bao giờ mà mình phát gạo cho những người hoàn cảnh khó khăn không? Dạ có. À, dạ. Dạ. Một năm thì mình làm khoảng được mấy lần sư phụ? Hồi chưa dịch đó thì làm nhiều lắm. Dạ. Dạ. Công ty vô đăng ký. Dạ. Đăng ký để phát ở đây cho dân nghèo. Dạ. Để cho dân nghèo về hội người mù. Dạ. Hội người mù cũng lần phát thì cũng trên 200. Một hội người mù mà tới 200 sư phụ? Trên 200 luôn. Dạ, 260. Wow. Ồ, vậy con không làm gì. Con có gửi cho người mù như dưới Vĩnh Châu, Sóc Trăng. Dạ. Thì rất là nhiều. Dạ. Nhưng mà cũng không có nghĩ là cái số lượng ở dưới Cà Mau này nó cũng nhiều lắm. Nó nhiều như vậy. Nhưng mà người ta cũng là mù bẩm sinh. Hết. Dạ. Dạ, người ta mù bẩm sinh luôn hay sư phụ? Dạ. Ồ, còn ở dưới Vĩnh Châu thì do cái công việc. Dạ. Dạ, là do họ trồng hành tím. Rồi nhầm người thì bệnh trái rạ đó, mù. Trái rạ. Ủa, trái rạ mà cũng mù nữa hay sư phụ? Dạ. Dạ. Và thành ra là cái hội tới 200 mấy chục người. Dạ, 260. Dạ. Nếu mà có khi nào một lần mà con ghé lại, con nhờ sư phụ mời mấy hoàn cảnh đó, thì không biết sư phụ có mời được hết. Dạ, được ạ. Dạ. Nhưng mà người ta có đi được hết không sư phụ? Dạ, được hết ạ. Dạ. Vậy là khoảng dưới 300 người. Dạ. Dạ. Là 260 người đó. Là chuyên mù luôn. Dạ, mù. Dạ. Còn khuyết tật thì sao sư phụ? Dạ, khuyết tật thì khác. Dạ. Dạ. Thì khác nữa. Dạ, khác. Là còn nhiều hơn nữa. Dạ. Ồ, dạ. Vậy là phải xin số điện thoại của sư phụ mới được. Dạ. Sư phụ cho con xin số điện thoại với sư phụ. Dạ. Dạ. Dạ 0916 996 824. Dạ. Dạ, ni không. Sư Thích Nữ Diệu Tánh. Dạ. Ở Cà Mau. Dạ. Dạ, con phải làm với sư phụ, chắc có lẽ là con sẽ làm với sư phụ một lần mới được. Tại vì gần như là con làm cũng nhiều, nhưng mà con làm ở, nếu mà ở Vĩnh Châu thì con làm tịnh xá Ngọc Châu Như. Dạ. Với tịnh xá Ngọc Định. Tuy nhiên thì Ngọc Châu Như thì con làm nhiều hơn. Dạ. Thì cũng tịnh xá đây thì cũng ở Sóc Trăng.
Nhưng mà ở Cà Mau thì con không nghĩ số lượng người đông như vậy luôn á. Dạ. Con giật mình thiệt chứ. Ở Cà Mau nhiều lắm nhưng mà ta không biết tới nhiều. Dạ đúng rồi. Ở đây thì nhiều khi cô lên tiếng, cô hồi chưa dịch á, dạ. Cô lên tiếng cô kêu gọi. Dạ. Kêu gọi rồi khi mà tới dịch tới bây giờ thì bữa nay năm nay là coi như là hẳn là không có, không dạ. có quà. Dạ. Dạ. Hồi sáng mấy cô hội người mù đó điện thoại, rồi cô nói bây giờ năm nay không có. À bên hội người mù điện thoại cho sư phụ luôn. Dạ. À dạ. Nếu không có khi nào mà có thì cô sẽ, tại vì thấy dân khổ quá rồi trong các công ty làm ăn rất là khó. Dạ. Ra cô không dám lên tiếng. À. Dạ. Bình thường nếu mà một hội người mù như vậy thì một cái phần quà mà sư phụ hay gửi thì nó dao động khoảng bao nhiêu tiền một phần? À, coi như trên 300. Trên 300. Dạ. Dạ. À, tại vì gạo, rồi mì, rồi dầu đường một hộp. Dạ. Dạ. Còn bình thường nếu mà nào giờ thì có ai mà hỗ trợ tiền không không sư phụ? Dạ không. Dạ. Dạ. Dạ 300 và 260 người thì coi như 300 người đi. À, khoảng 90 triệu cho lên. Dạ. Cũng được. À. Cũng tùy theo mình có bao nhiêu thì mình ủng hộ bao nhiêu. Dạ. Dạ. Ví dụ được 100 thì mình cho cái mình 100 người thì làm 100 người khó khăn nhất. Dạ. 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 Bình thường mình nếu mà mời như vậy thì sư phụ mời cần bao nhiêu thời gian để mời cho cái số lượng người đó đến nhận? Dạ phải một tuần lễ. Dạ, là báo trước một tuần. Tại vì các quỹ đó ta ở các huyện. Ở các huyện luôn. Dạ, các huyện dạ. chứ không phải ta gom lại một chỗ giống như một chim nhi. Dạ, vậy là coi như là tốn cái tiền chi phí đi lại của mấy dạ. người đó. Dạ. Dạ. Rồi, nhiều khi các vị mà cô xin được tiền cho hỗ trợ cho người ta đi xe đó. Dạ. Thì cô cho, còn dạ. như không có xin được thì cho phần quà. Dạ. Phần quà nếu mà có 10 kg gạo hay hoặc ấy thì nó ít quá. Dạ đúng rồi. Dạ đúng. Dạ. Nó không đủ. Dạ, không đủ tiền chi phí người ta đi. Dạ. Bởi vì thường thường lúc đầu con phát tỉnh sáng Ngọc Châu Như á dạ. thì con cũng không biết về cái vấn đề đó. Dạ. Nên lúc đó thì con hỗ trợ chỉ mong cảnh 200 thôi. Dạ. Nhưng mà khoảng thời gian sau này thì con biết về cái số tiền xe ôm á dạ. mà những người đó dạ. những người đó đi đó thành ra là con cũng gửi lên là 300. Dạ. Dạ, mà con phát cũng nhiều dữ lắm rồi. Dạ. 20 mấy lần ở dưới trong vòng 8 tháng. Dạ. Dạ. Phải thành ra là chi bớt cho Cà Mau. Dạ, thì con khá là bất ngờ tại vì dạ. con không biết. Dạ. Là dưới này là cái người khiếm thị là bị đông như vậy. Dạ. Chưa kể người khuyết tật hay sư phụ. Dạ. Nếu mà khuyết tật luôn thì theo sư phụ khoảng bao nhiêu người? Khuyết tật thì cô không có gần. Dạ. Dạ. Nhưng mà khiếm thị thì chắc chắn. Tại vì cô chuyên về bên cho bên người mù đó. À. Dạ. Nếu bên khuyết tật thì mình phải hỏi lại cho kỹ. Dạ. Để mình phỏng cũng được. Dạ. Dạ. Dạ con hiểu rồi. Dạ. Là phải báo trước một tuần cho sư phụ dạ. ha. Dạ. Rồi để con xem thử nhà hảo tâm nào hữu duyên để làm với sư phụ một lần mới được. Dạ. Dạ. Kênh YouTube của con là Khương Nhật Minh. Dạ. Dạ. Thì cũng chia sẻ với sư phụ vậy. Dạ. Ồ. Vậy là coi như hôm nay cũng hiểu được nhiều thông tin của sư phụ rồi. Dạ. Để phải như thế thì mới kết hợp với sư phụ được. Dạ. Dạ. Để con biết. Dạ. Dạ. Con hiểu rồi. Rồi sư phụ nay không có nghỉ trưa. Dạ không ạ. À. dạ. Mới cúng rằm rồi vừa xong Phật tử vừa tan. Dạ. Dạ. À, tới buổi chiều nữa. À. Chiều ta sẽ tới nữa. Vậy là hồi nãy đông lắm hả sư phụ? Dạ không có đông cũng lai rai à. Dạ. Cũng đâu cũng mười mấy bàn. Dạ. Mấy chục bàn. Không biết sau video này bữa nay lên thì chắc cũng hy vọng là có thêm nhiều nhà hảo tâm biết tới các bé dạ. để trợ giúp cho sư phụ. Dạ. Cái này là hữu duyên chứ dạ. sư phụ đâu có biết con mà con cũng không biết sư phụ luôn. Dạ. Nhưng mà con thì con có tính lạ lắm. Cái gì mà những cái tỉnh khác á, mà con đã làm rồi á, cái tỉnh đó con chưa biết là con mò. Dạ. Đó thì con cứ mò hoài thì một thời gian mới ra gặp được hữu duyên sư phụ. Dạ. Đó, thì như thế. Thì bữa nay thì nói chung đây là của ít mà dạ. lòng nhiều. Dạ. Dạ. Thường thường là những con đi những cái khu những cái chùa khác thì lúc nào cũng rất là dạ. dữ dội. Dạ, nhưng mà thôi thì sư phụ tiếp khách nha ha. Dạ. Dạ thì con cũng sẽ sau cái video ngày hôm nay nếu có nhà hảo tâm hỗ trợ ủng hộ cho những người đầu tiên là máy ấm của mình trước ở chùa mình trước, cái thứ hai là những người khiếm thị thì con sẽ liên hệ với sư phụ sau. Dạ, dạ. Dạ chúc sư phụ sức khỏe. Dạ. Để tiếp tục lo cho các bé. Dạ. Cũng thay mặt trung tâm xin cầu nguyện về thiên sư Phật thì hộ cho cô Ly Nga với dạ. Chú đã xin lỗi tên gì? Dạ con là Khương Nhật Minh. Dạ, Khương Nhật Minh. Dạ. Rất là nhiều. Dạ. Đã tìm đến nơi này hỗ trợ tấm lòng của quý vị phải nói là mấy cô rất là ngưỡng mộ. Dạ. Quý vị tìm không biết mà phải tìm tới đây. Dạ. Cô.
dạ. Hỗ trợ trên tinh thần, tôi rất là chân thành cảm ơn. Dạ, dạ. Cảm ơn cũng cầu nguyện mười phương chư Phật thường luôn gia hộ cho quý vị sức khỏe luôn được dồi dào, làm ăn luôn được thuận lợi bình an, các tường như ý, A Di Đà Phật. Dạ, cảm ơn sư phụ nhiều lắm, chúc sư phụ sức khỏe và hẹn gặp sư phụ trong một ngày gần nhất. Dạ, con xin phép đi tham quan nha. Dạ, dạ. Dạ. Tham quan rồi mời dùng cơm với mấy cô. Dạ, con cảm ơn sư phụ. Dạ, rồi sư phụ tiếp khách nha. Dạ. Ở đây thì cô chú anh chị thấy thì cũng có một đoàn du khách mới vô. Cô chú anh chị xem ha, những cái kệ sách kinh này, những cái bàn học này, cô chú anh chị, của các bé này. Bạn đây, mời cô chú anh chị xem 32 bạn nha. Sư phụ nhìn rất là hiền từ cô chú anh chị ha. Vậy là khu vực này là khu vực nhà ăn nha cô chú anh chị ha. Tiên của em với sư phụ thôi, thành ra là sư phụ cũng chưa biết em, và là em cũng không có quay được các bé nha cô chú anh chị, thông cảm giùm em ha, nhưng mà những lần sau thì em cố gắng để cô chú anh chị gặp được các bé ở ngoài ha. Giờ khoai lang ngon lắm nè cô chú anh chị, hỏi cốc mía này cô chú anh chị, chuối mướp và đang nấu món gì chào mấy cô, nay nấu món gì vậy cô? Nay nấu món gì hả? Hỏi cô này có bốn món gì hết, tào lưa luôn, giờ hết nhớ rồi, tào lưa luôn, dạ kho đồ trời ơi nghe hấp dẫn quá trời vậy. Dạ, bún gạo, bún bì, bò kho, chè nữa, dạ quá trời ngon luôn cô chú anh chị thấy. À, tô bún nè. Này chắc bò kho này cô chú anh chị ha. Này nấm hương nè. Gỏi cuốn nè. Cái món này là gì vậy mấy cô? À, lẩu Thái luôn ha. Dạ. Lẩu Thái quá hấp dẫn luôn.
là gù bên kia, là bên này đậu Thái. Dạ. Dạ cái này là gì ạ? Dạ. Bạch đằng kho. Dạ kênh YouTube của con là Khương Nhật Minh. Dạ đúng rồi. Bữa nay thì hỗ trợ cho bên máy ấm. Dạ. Cái này chè. Chè kiểm. Quá trời ngon luôn. Dạ. Phải làm xong mới ăn được chị. Rồi chúc mấy chị ngon miệng nha. Dạ. À, có một chú tiểu đang ngủ nè cô chú anh chị. Ừ, cũng khá đẹp trai nha. Sinh đôi ạ. Dạ. Vậy là một bé nó ngủ rồi. Dạ. 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 Sinh đôi luôn. Ồ, phía sau này cô chú anh chị có hồ bơi nè. Này mượn dép nha. Mượn đôi dép này. Không biết của quý Phật tử nào đây. Anh đi vòng mời cô chú anh chị xem nha. Đây nhà vệ sinh nè. Ồ, phía sau nguyên cái cánh đồng lúa này nè cô chú anh chị. À, bên đây hướng nước mưa. Bên đây là vỏ dừa. Những chiếc xe đạp này cô chú anh chị. Xe đạp của mấy bé nè. Cái kho nhưng mà nhìn cũng rất là sạch sẽ dưới đất của chú anh chị ha. À, ở đây có một cái nhà banh nè. Hồ bơi nè, trời hồ bơi này quá đẹp ha. Nguyên một cái view. Cánh đồng lúa nè, dừa phía sau nè. Cái hồ bơi thì chắc có lẽ là lâu rồi. Sư phụ chắc là chỉ để tập bơi cho những ai mà chưa biết bơi thôi. Ủa, cái bông này bông gì nè cô chú anh chị? Nhìn nó giống như trái mận vậy đó. Mình cũng không biết cái gì luôn. Đây có một cây trầu. Nếu mà hồ bơi nhà bơm đầy nước chắc cũng hơi sâu nha. Anh thấy chắc tầm khoảng 1,5 m á. Một cái tiểu cảnh non bộ nhưng mà có vẻ như là chưa được hoàn thành.
Khu này chắc có lẽ là chắc con đất của bên nhà chùa này. Bên đây là không gian gì đây? Bên đây là gì vậy con? À, cái này là ai ở? Phật tử ở? Không ai ở hả? À, vô thắp nhang thôi phải không? Vậy là có thờ trong đó không? Có thờ, để chú xem cái. À, ngày Địa Tạng. Rồi, cảm ơn hai con nghe. Dạ. Kênh YouTube của chú hay gì? Dạ. Kênh YouTube của chú là Khương Nhật Minh. À, bé này bé 5 tháng nè cô chú anh chị. Ồ, anh thấy bắt đầu là khách vô cũng hơi nhiều rồi ha. Dạ, bé này chắc nhỏ nhất ha. Dạ, cô. À con ta. Dạ, đây là mình phục vụ nước gì vậy? Dạ, nước trà đường. Dạ, trà đường nè cô chú anh chị. Hấp dẫn chưa? Dạ, còn ăn là mình vô lấy trong đó ha. Dạ rồi, cảm ơn chú cô. Rồi, chắc em kết thúc video nghe cô chú anh chị. Thì dạ rồi, thì chắc em xin kết thúc video tại đây nha cô chú anh chị. Thì xem như là em đã thay mặt chị Anna Phạm ở bên Úc, cũng đã hỗ trợ cái phần quà là 300 đô tương đương với 4.608.000 đến với cho nơi đang nuôi dưỡng 32 bé mồ côi ở tại thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau trong ngày hôm nay. Thì khu vực này cách trung tâm thành phố Cà Mau chắc khoảng đâu đó là 6 km của chú anh chị ha. Thì chân thành cảm ơn chị Anna Phạm rất là nhiều. Cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi video của em. Và nếu cô chú anh chị nào mà có mong muốn phát tâm mà muốn giúp cho bên sư phụ về những cái phần tịnh tài trong khoảng thời gian tiếp theo, thì nói chung là sư phụ thì em không có hỏi số tài khoản, nó cũng hơi kỳ cô chú anh chị ha. Thì nếu mà hữu duyên thì em sẽ quay trở lại đây một lần nữa để em thay mặt cô chú anh chị. Thì cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi video của em. Chúc cô chú anh chị xem video vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Và chúc cô chú anh chị trong cái mùa Vu Lan này sẽ luôn ấm áp cùng với gia đình của mình trong bất kể mọi tình huống và cuộc sống của mình cô chú anh chị ha. Chào tạm biệt cô chú anh chị. Hẹn gặp lại cô chú anh chị vào video tiếp theo.